thưa quý vị và các bạn hiện tượng người dân bất chấp vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến đường giao thông đang trở thành vấn đề nghiêm trọng đe dọa an toàn giao thông và tính mạng con người hiện tượng này phổ biến không chỉ ở các thành phố lớn mà còn lan rộng ra các khu vực ngoại thành và nông thôn mặc dù luật giao thông đã quy định rõ ràng về việc dừng xe khi đèn đỏ nhiều người vẫn cố tình vi phạm không tuân thủ quy tắc này nguyên nhân chính của hành vi này chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành luật giao thông còn kém của một bộ phận người dân một số người cho rằng việc vượt đèn đỏ sẽ giúp tiết kiệm thời gian, không lường trước được những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Thưa quý vị, khi gõ cụm từ khóa nguy hiểm từ vượt đèn đỏ trên thanh công cụ tìm kiếm Google, chỉ trong vòng 2 giây, một loạt các bài báo có tiêu đề như thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ tai nạn khi xe buýt vượt đèn đỏ của báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam VOV, vượt đèn đỏ lao vào ngã tư, thanh niên đi xe máy đâm ngã người đi đường, của báo điện tử dân trí và xử phạt chủ xe tải chở hàng phế liệu cao ngất ngưỡng vượt đèn đỏ ở Hà Nội của báo Lao động. Qua đây thì mới thấy hết được hiện tượng người dân vượt đèn đỏ luôn tiếp diễn thường xuyên hàng ngày và không giới hạn độ tuổi nào. Theo ghi nhận của báo điện tử Pháp luật Việt Nam ở ngã tư phố Ngọc Hà và đội cấn thuộc địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trong sáng ngày 5 tháng 7, phương tiện giao thông qua lại rất tấp nập. Mặc dù khu vực này có đèn tín hiệu nhưng không ít người coi như không có đèn giao thông. Chia sẻ với báo Pháp luật Việt Nam điện tử, chị Nguyễn Thị Thúy, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết, có công an thì mọi người đi tuân thủ, dừng chờ đèn đỏ rất đúng quy định. Thế nhưng cứ không có công an thì sợ lắm, các bạn trẻ phóng xe âm ầm. Ở tuyến phố Hàng Gai, Hàng Bông có nhiều ngã tư bàn cờ đều được lắp đặt các đèn tín hiệu giao thông. Thế nhưng nhiều người dân vẫn vô tư di chuyển khi có đèn đỏ và không ít các vụ việc xuất phát từ việc cố tình vượt đèn đỏ gây va chạm với người đi đường và gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể ghi nhận tại ngã tư đường Trần Quang Diệu giao với đường Trường Sa quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, báo dân trí có bài viết: Vượt đèn đỏ lao vào ngã tư, thanh niên đi xe máy đâm ngã người đi đường. Theo đó, tối 11 tháng 6, một thanh niên đi xe máy lao qua ngã tư bất chấp đèn tín hiệu đang màu đỏ và tầm nhìn bị hạn chế bởi một xe bán tải tra quất, đâm thẳng vào đầu xe máy của người đang sang đường theo đúng đèn tín hiệu giao thông. Cú va chạm ở tốc độ cao đã khiến cả hai ngã ra đường và gặp chấn thương. Hiện tượng vượt đèn đỏ không chỉ xuất hiện ở những người đi xe máy, xe ô tô mà còn xuất hiện ở xe buýt công cộng. Theo đó, ngày 6 tháng 7, báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam VOV có bài viết: Thành phố Hồ Chí Minh nguy cơ tai nạn khi xe buýt vượt đèn đỏ. Ghi nhận trong thời gian qua thì nhiều tài xế điều khiển xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tục vi phạm luật giao thông, nhất là vượt đèn đỏ gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Cụ thể, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là bến cuối của nhiều tuyến xe buýt như là xe số 8, xe số 10, 19, 30, 33, 50 và xe số 53 và 99. Đây là nơi tập trung hàng ngàn học sinh sinh viên theo học nên lưu lượng phương tiện rất đông. Tuy nhiên, tình trạng giao thông rất phức tạp, một phần do nhiều phương tiện xe buýt thường xuyên vi phạm luật giao thông. Bên cạnh đó thì tại các giao lộ như là Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Lê Quý Đôn, Đại lộ Đại học quảng trường sáng tạo không khó để bắt gặp tình trạng nhiều xe buýt thường xuyên vượt đèn đỏ và đèn vàng khi qua các giao lộ này. Chia sẻ với báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, ông Nguyễn Văn Hưng, 47 tuổi, là lái xe ôm trong khu vực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tượng xe buýt vi phạm tại đây như là chạy lấn tuyến, vượt đèn đỏ, đèn vàng diễn ra như cơm bữa. Xe buýt còn 4 đến 5 giây nữa là nhấn ga đi luôn. Nhiều khi người đi đường chưa kịp qua đường là xe buýt đã chạy rồi nên khiến ai đấy cũng kêu ca nhiều. Khu vực này là nơi học sinh, sinh viên hay qua lại mà xe buýt vi phạm như thế này thì quá nguy hiểm. Ghi nhận của báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam VOV, thời gian qua nhiều tài xế điều khiển xe buýt lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là hành vi cố tình vượt đèn đỏ. Cụ thể mới đây, một xe buýt 2 tầng ngang nhiên vượt đèn đỏ tại giao lộ Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, thuộc địa bàn quận 1. Mặc dù thời điểm đó đèn đỏ vẫn còn hơn 20 giây và còn nhiều khách du lịch đang chuẩn bị qua đường. Một tình huống khác diễn ra vào tối mùng 6 tháng 6, người dân đi đường một phen thót tim khi xe buýt chạy tuyến số 30 chợ Tân Hương, Đại học Quốc tế chạy trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú liên tục bóp còi inh ỏi rồi cố dướn cho xe vượt đèn đỏ khi qua các giao lộ trước dòng xe máy đông đúc. Thưa quý vị, trước đó thành phố Hồ Chí Minh có triển khai thí điểm bỏ đếm thời gian trên đèn tín hiệu ở bốn giao lộ gồm Nguyễn Đình Triều, Trương Định, Nguyễn Đình Triều, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Đình Triều, Cách mạng tháng 8, quận 3, Mai trí Thọ, Tấu Hữu, thành phố Thủ Đức để theo dõi hành vi, hình thành thói quen cho người đi đường và tổ chức giao thông phù hợp. Thế nhưng phương án này nhận về nhiều quan điểm trái chiều. Sáng 1 tháng 7, báo Thanh niên có bài viết có nên bỏ đèn đỏ giao thông đếm dây Cụ thể theo thông tin từ Trung tâm quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây Thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm không sử dụng đèn giao thông đếm ngược thời gian tại một số giao lộ lớn để theo dõi cách đi lại của người dân, từ đó tổ chức giao thông phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế. Ủng hộ việc sử dụng những cột đèn giao thông không có bộ đếm số, chị Hải Vân, ngụ tại quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Ở các thành phố lớn đông đúc, ùn tắc thường trực trên mọi tuyến đường như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì các phương tiện đặc biệt là xe máy lưu thông trên đường thường rất hay có tâm lý cố ăn gian vài giây đèn tín hiệu để chạy cho nhanh. Chẳng hạn còn vài giây đèn xanh thì cố chạy thật nhanh, lạng lách, đánh võng để thoát rừng đèn đỏ. Trong khi dừng đèn đỏ thì chỉ trực chờ còn vài giây là vít ga ngay. Đôi khi tại những ngã tư rộng thời gian dừng đèn đỏ lên tới 80 đến 90 giây thì xe máy càng sốt ruột thậm chí còn 10 giây đèn đỏ đã phóng lên trước, trong khi dòng xe xung đột thì lại đang cố phóng nhanh cho kịp đèn xanh. Đó là lý do tại sao tại các điểm giao cắt thường xuyên xảy ra ủn tắc hoặc tai nạn giao thông. Trái với ý kiến của chị Hải Vân thì anh Giang Đông Phong ở Đông Anh, Hà Nội cho rằng việc bỏ đèn giao thông đếm dây là một sự cải thiện ngược bởi người lái xe từ chỗ chủ động nắm bắt thời gian để giảm tốc độ dừng xe tắt máy tiết kiệm xăng bảo vệ môi trường hay khởi động xe từ từ thì nay bị đẩy vào trạng thái bị động chờ đợi trong tù mù hoang mang chia sẻ với báo điện tử đài tiếng nói việt nam vov thì à, tiến sĩ nguyễn hữu đức chuyên gia giao thông khẳng định không có cơ sở nào để kết luận như vậy có đếm dây hay không người cố ý vượt đèn đỏ thì vẫn cứ vượt theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, việc đếm dây trên tín hiệu giao thông là một chủ đề gây tranh cãi nhiều năm nay với những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, quan trọng là việc có lợi ích hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng đường và sự trừng phạt nghiêm minh có tính răn đe của pháp luật. Tiếp tục tranh luận về vấn đề này, sáng mùng 4 tháng 7, báo điện tử VTC News có bài viết Thay vì bỏ đếm dây, hãy phạt vượt đèn đỏ thật gắt như với lỗi nồng độ cồn. Dựa trên ý kiến của một bạn đọc xung quanh việc thành phố Hồ Chí Minh thí điểm bỏ đếm thời gian trên đèn tín hiệu giao thông ở một số giao lộ lớn. Cụ thể, bản đọc này bình luận, ý thức của tài xế mới là quan trọng nhất. Sao chúng ta không phạt thật nặng tài xế vượt đèn đỏ mà lại lay hoay đi sửa cái đèn? Vượt đèn đỏ chỉ là một trong nhiều biểu hiện của căn bệnh trong văn hóa giao thông của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam. Chỉ cần tiện lợi cho mình, tảng lờ các quy định và những hậu quả nặng nề có thể xảy ra cho cả bản thân và người khác. Với những người này, tính năng đếm dây bị họ lợi dụng để vi phạm nhưng không có nghĩa là bỏ tính năng đó thì sẽ giảm vi phạm. Thực tế, nhiều năm qua cho thấy áp dụng luật một cách gắt cao, nghiêm khắc là cách hiệu quả nhất để người dân tuân thủ chiến thắng thói quen xấu cũng như sự bừa bãi tùy tiện. Việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy là một ví dụ. Suốt một thời gian dài trước khi quy định này có hiệu lực thì nhiều người phản đối với lời lẽ rất hùng hổ, viện đủ lý do. Tuy nhiên, sau một thời gian cảnh sát giao thông kiểm soát chặt chẽ, phạt nghiêm, Đội ngũ bảo hiểm trước khi ngồi lên xe máy trở thành phản xạ của đại đa số người dân. Tại Trung Quốc, nơi có mật độ dân cư đông nhất nhì thế giới, giao thông phức tạp và chính phủ vẫn dùng đèn giao thông đếm ngược, các lỗi vi phạm giao thông bị phạt rất nặng trong đó có việc trừ điểm giấy phép lái xe. Mỗi tài xế có 12 điểm mỗi năm, sau mỗi vi phạm như là vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định thì họ bị trừ hẳn 6 điểm. Tài xế bị trừ hết điểm thì sẽ bị tạm giữ bằng lái và phải thi lại. Nếu còn tiếp tục vi phạm thì sẽ phải chịu phạt rất nặng. Tại Singapore, quốc đảo nhỏ bé với mật độ giao thông đông đúc, chính phủ cũng dùng cách tính 12 điểm như trên. Tuy nhiên, tài xế vượt đèn đỏ bị trừ cả 12 điểm, đình chỉ giấy phép lái xe và phạt tới 500 đô la Singapore, tương đương khoảng 10 triệu đồng. Nhờ quy định đó, số vụ vượt đèn đỏ tại đây giảm 28,8% từ 44.688 vụ một năm là năm 2022 xuống còn 31.815 vụ năm 2023. Thái Lan cũng áp dụng hình thức tính điểm này từ năm 2022. Thưa quý vị, hiện tượng vượt đèn đỏ ngày càng phổ biến tại nhiều đoạn đường giao thông đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng từ việc gia tăng nguy cơ tai nạn ủn tắc giao thông đến suy giảm ý thức chấp hành luật lệ và tạo gánh nặng cho hệ thống y tế cũng như gia đình của các nạn nhân. Và để giải quyết vấn đề này cần có sự kết hợp giữa việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông và việc thực thi nghiêm các quy định của pháp luật. Chỉ khi mỗi người tự giác tuân thủ luật lệ giao thông, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường giao thông an toàn và văn minh, bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi người. Và đó cũng là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.